Chưa đầy một tháng, tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các huyện Châu Thành, Châu Thành A và Vị Thủy. Với số lợn nhiễm bệnh được ngành chức năng tiêu hủy gần 200 con. Chỉ trong 2 ngày vừa qua, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy 110 con lợn của hai hộ chăn nuôi do nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Để chống dịch bệnh lây lan, công tác tiêu độc khử trùng để khống chế mầm bệnh, hạn chế phát sinh đã và đang được ngành chăn nuôi và thú y của tỉnh khẩn trương triển khai. Hậu Giang có hệ thống sông ngòi, kênh rạch trăng trịt, cùng 6 tuyến quốc lộ chính đi qua địa bàn, nên công tác kiểm soát, chốt chặn, vận chuyển mua bán tiêu thụ lợn và các sản phẩm thịt lợn đi qua địa bàn đang được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các địa phương lập các chốt kiểm soát vận chuyển động vật trong bán kính 3 km tại 4 ổ dịch trọng tâm là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm trên địa bàn như quốc lộ 61C, đường tỉnh 924, 4 tổng 1.000 đi qua địa bàn huyện cửa ngõ của tỉnh là châu thành a theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hậu giang phần lớn các hộ chăn nuôi lợn trong tỉnh có quy mô nhỏ lẻ nên công tác quản lý hiện nay gặp nhiều khó khăn ngành chức năng đang phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh này khuyến cáo bà con là tuyệt đối nên không không nên giấu vì khi mà chúng ta giấu dịch vậy thì cái mức độ lây lan phát tán cái cái mầm bệnh nó càng ngày càng rộng hơn thì cái nguy cơ bùng phát dịch ở trên diện rộng là 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 khó kiểm soát hiện nay không riêng gì tỉnh hậu giang mà các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long cũng đang quán triệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh này